Và để tiếp nối chương trình sẽ là một ca khúc mang âm điệu nói về dân ca, nói về quê hương. Ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em qua sự thể hiện của chị Mai Trần Thanh ạ. Em mời chị. Hey.
dỗi lòng làm chồng dậy một hôn quê tôi về.